Bầu Đức lên tiếng sốc về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, người hâm mộ cả nước đồng lòng. Bầu Đức, người luôn nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn và đầy nhiệt huyết về bóng đá Việt Nam, mới đây đã có những nhận xét gây sốc về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 10 tháng 9 trong khuôn khổ LP Bank Cup 2024. Theo ông, huấn luyện viên Kim Sang Sích đang rất khao khát giúp tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan dù chỉ là trong một trận đấu giao hữu Nhằm lấy lại niềm tin của người hâm mộ sau chuỗi trận không mấy thành công gần đây, bầu Đức nhấn mạnh trận đấu với Thái Lan là cơ hội quan trọng để đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong khu vực, nhưng cũng là thách thức không nhỏ, nhất là sau khi tuyển Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận thua 0-3 trước Nga. Một trong những điều bầu Đức đặc biệt nhắc đến là sự thiệt thòi của huấn luyện viên Kim Sang-sik khi không thể quan sát trực tiếp Thái Lan thi đấu với Nga vào đêm mùng 7 tháng 9 do trận đấu này bị hủy vì cơn bão Iagi. Đây là một bất lợi lớn bởi huấn luyện viên Kim đã phải lật bài ngửa trong trận thua Nga, khiến đội tuyển Việt Nam dễ dàng bị huấn luyện viên Masatada Ishi của Thái Lan nắm bắt được điểm yếu. Bầu Đức chia sẻ, rất tiếc cho ông thầy người Hàn Quốc khi không thể do thám Thái Lan thi đấu. Việc này khiến thầy trò ông Kim sẽ mất nhiều sức hơn để giải mã đối thủ số 1 Đông Nam Á. Thực tế, trận thua trước Nga là một bài kiểm tra lớn đối với đội tuyển Việt Nam huấn luyện viên Kim Sang Sik đã sử dụng một đội hình kết hợp giữa các cựu binh và những gương mặt trẻ, nhưng kết quả không đạt như kỳ vọng. Bầu Đức cho rằng huấn luyện viên Kim đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi khi các cầu thủ vẫn chưa thể hiện hết phong độ. Hàng công của đội tuyển Việt Nam dù có nhiều cơ hội trong hiệp 2, nhưng những cú dứt điểm lại thiếu chính xác và thiếu sự sắc bén cần thiết. Bầu Đức nhận xét các tuyển thủ Việt Nam dù rất cố gắng nhưng có nhiều đường truyền lạc địa chỉ, rất vô duyên họ thường vội vàng trong phối hợp và lúng túng khi bị đối phương áp sát trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với thái lan huấn luyện viên kim sang xích đang nỗ lực sửa chữa những sai lầm của đội tuyển đặc biệt là trong khâu tấn công ông kim hiểu rõ rằng chiến thắng trước thái lan sẽ không chỉ là cơ hội để chuộc lại niềm tin từ người hâm mộ mà còn là cơ hội để tuyển việt nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hàng fifa bầu đức nhấn mạnh rằng dù chỉ là một trận giao hữu nhưng áp lực đối với huấn luyện viên kim là rất lớn bởi trong suốt hơn 5 năm qua, đội tuyển Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước Thái Lan trong các trận đấu chính thức, ngoại trừ chiến thắng 1-0 tại Kings Cup 2019. Tuy nhiên, không chỉ đội tuyển Việt Nam mà cả Thái Lan cũng đang trong quá trình thử nghiệm đội hình. Huấn luyện viên Masatada Isi của Thái Lan đã quyết định không triệu tập những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Terasin Dangda, Therathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Jujen. Lý do theo huấn luyện viên EC là để thử nghiệm các cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Huấn luyện viên EC chia sẻ: "Tôi muốn thử sức những cầu thủ mới và chúng tôi không tập trung quá nhiều vào kết quả của trận đấu này." Ông cũng nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa các cầu thủ trẻ và cũ sẽ mang lại một lối chơi mới mẻ và tinh thần đồng đội cao hơn cho Thái Lan. Việc Thái Lan thiếu vắng những ngôi sao hàng đầu có thể được coi là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tìm kiếm chiến thắng nhưng cũng không thể coi thường sức mạnh của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Huấn luyện viên EC đã lên kế hoạch sử dụng nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng thay thế các đàn anh trong tương lai. Ông tin rằng các cầu thủ mới sẽ mang lại nguồn năng lượng và tinh thần chiến đấu tươi mới cho đội tuyển Thái Lan, điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải cẩn trọng. Bầu Đức cũng nhấn mạnh rằng trận đấu với Thái Lan sẽ là một liều thuốc thử vừa sức cho đội tuyển Việt Nam, dù gặp phải nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang đặt mục tiêu cao cho trận đấu này. Bầu Đức chia sẻ, ông Kim sẽ tìm mọi cách để giành chiến thắng trước Thái Lan, không chỉ để đòi lại danh dự mà còn nhằm tích lũy điểm số để thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Ông cũng tin rằng nếu các tuyển thủ Việt Nam giữ được tinh thần quyết tâm cao độ và chơi đúng khả năng, đội tuyển hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Thái Lan. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện rõ rệt trong lối chơi. Đặc biệt là ở khả năng phối hợp và giữ điểm, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ phải điều chỉnh lại hàng công giúp các cầu thủ trở nên chính xác và sắc bén hơn trong các pha tấn công. Cùng với đó, việc xây dựng một hàng thủ vững chắc để chống lại những đợt tấn công của Thái Lan cũng là một yếu tố quan trọng. Bởi Thái Lan dù thiếu vắng những cầu thủ chủ lực nhưng vẫn là một đối thủ có lối chơi rất kỹ thuật và khó chịu. Nhìn chung, nhận định của bầu Đức về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan phản ánh rõ sự kỳ vọng và áp lực lớn mà đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt. Người hâm mộ cả nước đều đồng tình với những ý kiến của ông và đang dõi theo từng bước chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ này. Trận đấu vào ngày mùng 10 tháng 9 không chỉ là một trận đấu giao hữu mà còn là cơ hội để đội tuyển Việt Nam khẳng định mình trước đối thủ số 1 Đông Nam Á. Vào 20 giờ ngày mùng 10 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận cuối của giải giao hữu quốc tế LP Bank Cup 2024. Đây là trận đấu thứ hai của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang sik sau khi để thua 0-3 trước đội tuyển Nga ở lượt đầu. Trong khi đó, đây là trận đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng của đội tuyển Thái Lan khi màn đối đầu giữa voi chiến và đội tuyển Nga vào ngày 7 tháng 9 đã bị hủy bỏ do bão số 3 Iagi. Truyền thông và người hâm mộ xứ sở Chùa Vàng đã bày tỏ sự tiếc nuối khi trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Nga bị hủy vì lý do bất khả kháng. Tờ Siam Sport viết, cơ hội để đối đầu với một đội bóng có thứ hạng cao hơn rất nhiều như đội tuyển Nga là không có nhiều. Vì thế, thật đáng tiếc khi trận đấu không thể diễn ra. Tuy nhiên, khán giả Thái Lan vẫn không mất cơ hội được chứng kiến trận đấu giữa vo chiến với đội tuyển Việt Nam. Man so tài này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới mộ điệu hai nước khi hai đội bóng được xem là đại kinh địch ở khu vực Đông Nam Á. Siam Sport nhận định, đội tuyển Việt Nam đã có nhiều thay đổi kể từ khi huấn luyện viên Bắc Hang seo rời đi vào đầu năm 2023. Đội tuyển Việt Nam không thể giữ được phong độ và vị thế của mình. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuje, đội bóng sao vàng đã không thể duy trì được mạch thành công của vị huấn luyện viên Hàn Quốc. Đồng thời đội tuyển Việt Nam đã bị đội tuyển Thái Lan vượt mặt trên bảng xếp hạng FIFA. Cũng chính vì lý do này mà một huấn luyện viên Hàn Quốc khác là ông Kim Sang Sik đã đến tiếp quản ghế nóng của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo luôn giữ thứ hạng trong top 100, còn Thái Lan nằm ngoài top 100 của FIFA. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí 115, còn Thái Lan xếp hạng 101 thế giới. Trang báo của Thái Lan cho rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik dù trải qua hai thất bại, thua Iraq và Nga, thắng Philippines sau 3 trận cầm quân nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận về năng lực của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Theo Siam Sport, ông Kim vẫn còn nhiều thời gian để điều chỉnh. Trận đấu với đội tuyển Thái Lan sẽ là bài kiểm tra cho cựu tuyển thủ Hàn Quốc xem vị huấn luyện viên này tài năng đến mức nào, bởi đội tuyển Thái Lan luôn được xem là đối trọng của đội tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Siam Sport phân tích, màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ không đơn thuần là một trận bóng đá đây là một cuộc đấu trí giữa huấn luyện viên trưởng của hai đội. Một người vừa mới nắm quyền, huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhưng nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Một người đã hiểu rất rõ về đội, huấn luyện viên Masatada Ishi và được hỗ trợ tối đa, nhưng đang bị hoài nghi. Mỗi người một mục tiêu khác nhau, trận đấu này sẽ rất thú vị. Theo đó, huấn luyện viên Ishi đã nhận những chỉ trích trong thời gian gần đây, sau khi đội tuyển Thái Lan phải dừng chân đáng tiếc ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, truyền thông Thái Lan cho biết vị huấn luyện viên người Nhật Bản bị phản ứng phần nào là vì cách sử dụng cầu thủ, đặc biệt là trên hàng tấn công. Ông EC được cho là đã đặt niềm tin lớn và trọng dụng những cầu thủ không đạt phong độ tốt nhất trong đội. Trước trận đấu tại Hà Nội, Siam Sport cũng đưa ra cảnh báo rằng trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình, nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển Thái Lan vắng mặt. Trong khi đó có đến 10 cầu thủ chưa từng thi đấu quốc tế cho đội tuyển quốc gia. Việc sử dụng nhiều cầu thủ chưa có kinh nghiệm để đối đầu với đội tuyển Việt Nam là mạo hiểm bởi đội tuyển Việt Nam đang rất khát khao chiến thắng và sẽ dốc toàn lực để chứng tỏ vị thế của mình. Nếu tiếp tục bị trừ điểm và tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam nguy cơ gặp khó ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Tối mùng 5 tháng 9, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ FIFA Days tháng 9 gặp đội tuyển Nga. Không quá bất ngờ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nhận thất bại 0-3 trước đội hạng 33 thế giới, trong đó có một bàn thua đến từ sai lầm của thủ môn Văn Lâm. Trận thua này khiến Việt Nam bị trừ 2,14 điểm, do đây là trận đấu được FIFA xếp hạng là giao hữu hạng A, hạng cao nhất và tụt một hạng xuống vị trí thứ 116 thế giới. Việc đội bóng áo đỏ tụt hạng cũng đến từ việc lia băng thăng 3 hạng lên vị trí 113 sau khi đánh bại Tajikistan với tỷ số 1-0 ở Medeca Cup. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang rơi vào nhóm nguy hiểm khi xếp thứ 5 trên 6 đội trong nhóm hạt giống cao nhất trước lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2027. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ xếp trên đội tuyển Ấn Độ đang có thứ hạng 125 thế giới. Nếu tiếp tục bị trừ điểm, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ mất vị trí ở nhóm hạt giống số 1 từ đó có nguy cơ không thể tham dự vòng chung kết Asian Cup do mỗi bảng đấu chỉ lấy đội đứng đầu duy nhất. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội gỡ gạc lại điểm số khi trước mắt đội bóng áo đỏ vẫn còn 3 trận đấu FIFA Days với đội tuyển Thái Lan ngày 10 tháng 9 và đội tuyển Ấn Độ, đội tuyển Ly trong tháng 10. Đáng chú ý, nếu thắng Thái Lan, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang sik sẽ được cộng 5,48 điểm và Hòa nhận được 0,48 điểm. Dù vậy, nếu xảy chân, đội tuyển Việt Nam sẽ bị trừ 4,52 điểm. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á vẫn chưa công bố thời gian bốc thăm vòng loại 3 Asian Cup, nhưng đã ấn định thời gian thi đấu từ tháng 3 năm 2025. Nhiều khả năng, ngoài 3 trận đấu giao hữu sắp tới, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ còn cơ hội gỡ điểm tại AFF Cup 2024.